Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 148. Có một công đoạn nhắc nhở chúng ta rất là hay. Người nghiệp chướng nặng nề, không có phương tiện gì khác để giải thoát, do niệm Phật hiệu được vãng sinh cực lạc, đó là nhờ vào Di Đà nguyện lực. Mình nghe những công đoạn này, mình xem lại mình nghiệp chướng quá nặng nề. Nghiệp chướng đó là ở đâu? Là chính mình chướng mình. Chính mình chướng mình là nặng nề nhất nè. Tuy là mình nghe đạo mình cũng tu đó, nhưng mà mình đụng cái gì mình cũng ưa bị phiền não. Là do gì? Đó là mình chướng mình. Nếu như không có cái pháp tu niệm Phật này thì kể như chúng ta chịu thua. Bây giờ mà mình nói rằng ở trong đạo bây giờ mình muốn hướng dẫn và rèn luyện một người ở trong đạo có thể phục vụ chúng sanh, làm được việc trong Tam Bảo, không dễ đâu quý vị. Không dễ. Có khi một vị hòa thượng đệ tử rất nhiều, quý vị rèn luyện được một người cũng là rất khó. Chứ đừng có nói chi mà nói đào tạo được nhiều người. Vì sao? Vì cái căn tính mình nó rất là hàn kém. Nghe trước thì quên sau, nghe cuối cùng thì quên sạch nhất. Vì coi căn tính của mình phải là quá tệ không? Nếu như mà không gặp được pháp môn niệm Phật này thì bây giờ trì chú hay học giáo hay tụng kinh hay bái sám gì, quý vị thấy có giải quyết được vấn đề sanh tử của chúng ta không quý vị? Nên tổ sư mới nói rằng là hoàn toàn nương vào bổn nguyện Di Đà để niệm danh hiệu của Ngài. Khi thọ mạng đến, Ngài phóng quang nhiếp thọ. Đây là bổn nguyện Ngài đã hứa. Nên tổ sư nói rằng là nếu như chúng sanh 9.000 năm của thời mạt pháp mà không có pháp môn niệm Phật này thì cứ như đi đến đây rồi xong đi đọa lạc. Học Phật cuối cùng cũng đi đọa lạc. Vì sao? Vì mình không tu được một phương pháp mà có thể được giải thoát. Pháp của Phật thì phương pháp nào cũng là pháp giải thoát hết. Nhưng mà căn tính của mình không vô nổi. Căn tính mình không vô nổi. Nên Đức Phật nhấn mạnh ngay pháp môn niệm Phật này phải nương vào bổn nguyện niệm Phật. Những đức mỗi ngày học tập kiểu này là cũng là gây dựng đó quý vị. Gây dựng cả đời của mình.
Đừng thay đổi phương pháp tu, nhớ cả đời luôn á. Giờ tôi khỏi càng nói dài 3 năm chứ cả đời cũng duy trì như vậy hoài luôn. Vì sao? Vì muốn giải thoát, muốn một đời này tu hành được giải thoát. Chỉ còn có một cách, đó là chúng ta hoàn toàn đương một bổ nguyện niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật. Có một bà cụ đang ở trong phòng mộ niệm, bà cụ chắc nay mai bà cụ đi, hai cái chân yếu từ xưa giờ cũng lâu, cái lưng thì gồm sát xuống, đúng gọi là già khổ, bệnh khổ. Nhờ đúng có một chỗ là mỗi lần nghe Đức vô thăm bà khuyên bà niệm Phật, bà rất là siêng năng niệm Phật, bà cứ niệm Phật suốt quý vị. Có khi những Đức làm ký sự trong phòng mộ niệm mà bà cụ bà ngồi bà cứ niệm Phật suốt, cái niệm hoài vậy luôn. Hồi tối như Đức vô thăm bà, cơ thể sạch sẽ, ốm nhưng cơ thể sạch sẽ, gương mặt sáng. Người ta hộ niệm, miệng vẫn còn niệm Phật. Tuy bà niệm không ra tiếng nhưng rõ ràng bà còn nghe và bà niệm Phật theo đại chúng. Tại vì sao? Vì thường mỗi ngày bà cứ niệm Phật, thường ngày bà cứ niệm Phật. Bà cụ này mắt chắc chắn là không bao giờ tệ quý vị. Tại vì sao? Vì cái trạng thái khi mình đến gần một người, khi ta cận tử nghiệp mà nó nhẹ nhàng vô cùng, siêng năng niệm Phật, nghiệp chướng tiêu trừ, chân thật nương vào bổ nguyện niệm Phật, cuối cuộc đời Phật phóng quang nhiếp thọ, tăng trưởng công phu. Một câu Phật hiệu này đặc biệt thù thắng lắm. Nên á, chùa mình bây giờ cộng tu chủ nhật chúng ta tổ chức lại bình thường, nên hàng Phật tử về rất là đông. Rất là nhiều hàng Phật tử nói rằng tôi về chùa nghe thầy nói chuyện xong tu lễ Phật thờ 45 phút thôi rồi ra phóng sanh cũng biết thực, mà sao tâm tư rất nhẹ nhàng. Cái gì biết sao? Vì mỗi một người chúng ta có quan gia trái chủ đi theo, thuận hay nghịch gì cũng đi theo mình. Họ về chùa họ nghe Pháp, họ niệm Phật lễ Phật cùng với toàn thể đại chúng đông như vậy, Phật quang phổ chiếu, ra cúng thí thực, toàn thể đại chúng cúng thí thực, họ được hưởng tài thọ thực. Lúc mình niệm Phật cúng thí thực cho họ thì giống như họ được thấm mình trong Phật quang, họ vui, họ an lạc lắm. Và khi mình phóng sanh thì trưởng dưỡng lòng từ, mỗi người phát lòng từ lên, bao nhiêu ngàn người như vậy phát một cái tâm từ bi. Nên khi quý vị về đây cộng tu ngày chủ nhật, tự nhiên quý vị thấy mát mẻ, vui vẻ, mà tích tụ nguồn năng lượng đặc biệt lắm. Có những người ta đi về chùa mình, cái nhà ăn bây giờ dở ra đang xây, vậy mà người ta cũng thích ngồi trên băng ghế, ngồi ngoài hanh nắng luôn, người ta vẫn thích. Vì sao? Vì ở nơi đây niệm Phật nhiều quá. Mà quang minh Đức Phật A Di Đà thì soi gọi tìm người niệm Phật. Mà quý vị coi con người ta niệm Phật quá nhiều như vậy thì mỗi ngày là được tắm mình trong quang minh Phật A Di Đà. Nên có nhiều cụ già, tuổi già mà tại sao khỏe vui? Vì mỗi ngày các cụ sống trong ánh quang minh Phật A Di Đà, đang niệm Phật là mình đang sống trong quang minh của Phật A Di Đà. Nên hàng Phật tử bước vào các quý vị thấy cảm giác an lạc vui vẻ vô cùng. Nên mỗi một người chúng ta phải biết trân quý cái hoàn cảnh mà mình đang có. Hoàn cảnh này đặc biệt quá. Nên ngôi chùa Hộ Pháp là cái gốc để phát triển được mấy đạo tràng niệm Phật. Về đây cũng như là một đại gia đình, khi gặp nhau là vui vẻ vô cùng. Mà phần nhiều hàng Phật tử quen biết từ xưa tới giờ, đi về chùa mình tu, có khi cả một gia đình đều biết Phật Pháp. Phần nhiều đều rất hạnh phúc. Mỗi một con người đều rất hạnh phúc. Có những cô bị chồng bỏ chồng chê, các cô cũng rất là vui vẻ chấp nhận. Vì sao?
Vì thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Rõ ràng nghe Phật pháp hiểu. Có một cái cô này đến chùa tu đi cùng nhớ. Hôm qua chùa đông đúc quá quý vị. Trong túi bỏ tiền đâu 7.300.000 mua đồ gì đó. Thì cái lúc xuống mà lấy cơm á, chen chút gì đông người quá quý vị. Từng này để như Đức dọn thêm mấy điểm phát cơm. Chủ nhật tuần này mừng thọ cho các cụ nè. Ngày 20 tháng Giêng chủ nhật tới nè. Thì chắc đông lắm. Thì như Đức dọn mấy điểm phát cơm. Chen chút làm sao. Cô bị móc túi 7.300.000. Cô nói rằng con nghe thầy giảng, con hiểu nhân quả. Lúc trước con có dẫn một người đi tu chung vô chùa sao họ cũng bị mất tiền. Đông quá vậy, họ nương vào chỗ đông người gì. Có khi cũng bận đồ lam nhưng giả dạng. Xô chỗ đông người. Bởi vì vị đi mỗi lần phóng sanh, tại sao những Đức cho Phật tử ngồi xuống hết trơn. Ngồi im vị trí đó phóng sanh. Tại vì đứng thì họ dựa vào cơ hội đó móc túi người ta. Vì thôi cái cõi này dễ tạo nghiệp vô cùng không? Gọi là quan gia đối đầu trong cái cõi này nè quý vị. Quan gia đối đầu. Những hàng Phật tử người ta nghe, người ta hiểu. Thì người ta gặp sự cố này, người ta biết rằng thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thấy không? Còn cái người mà ta mới đến chùa tu lần đầu mà ta bị cái việc này, có khi ta thối tâm, ta nghĩ đi đến chùa luôn. Nhưng nếu quý vị mà nghĩ đến chùa luôn thì cái thiệt thòi của quý vị quá lớn. Thiệt thòi quá lớn. Quý vị mới nhớ rằng là mình đã từng móc túi họ, bây giờ họ móc túi lại. Mình đã từng ở trong chùa, mình móc túi họ. Mình đã làm họ thối tâm trong đời kiếp nào. Họ chịu cái cảnh đọa lạc thời gian dài vô cùng. Bây giờ đến cái cõi này, cái tâm quán hẳn nó câu kết, họ nhất định nó phải báo thù. Bây giờ mình vừa đi vô chùa, họ móc túi mình lại cho mình thối tâm để đi đọa lạc. Nhưng mà quan gia đều là rất ngu si, nghe Phật pháp thì không chịu giải tỏ tâm tư, mà lại đi làm những cái việc nghiệp chướng càng cấu kết. Nên càng nghe pháp là như vậy đó quý vị. Nghiệp chướng nó càng cấu kết thêm lại, nó không quá giải mà nó càng cấu kết. Lấy được một chút tiền để xài vài ngày hết. Rồi cuối cùng một ngày nào thế nào cũng bị người ta bắt. Sanh nghề thì tử nghiệp. Thì làm nghề ăn trộm ăn cắp mà quý vị nghĩ. Tất cả những người làm con, ai mà mong muốn cha mẹ mình làm nghề ăn trộm ăn cắp. Dù đi hút rác đi chăng nữa cũng dùng từ sức khỏe mình để kiếm được cuộc sống. Không ai muốn cha mẹ mình làm nghề ăn trộm ăn cắp, hay cha mẹ mình làm nghề kiếm tiền qua thân xác đâu quý vị. Không ai muốn điều này đâu, thật sự. Nhưng mà cái nghiệp chướng ở cái cõi đời này á, nó cấu kết con người ta không thoát ra được. Nên cần mình nghe pháp niệm Phật mỗi ngày để mình có thể vượt qua những cái nghiệp chướng cấu thúc. Nên chúng ta trong cái cõi lục đạo luân hồi này, nó cứ quay quằn mãi vậy đó. Nó cứ quay quằn mãi trong cái cõi này, gọi là khổ không thế nào nói hết. Không? Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày từ bi, ngày chỉ chúng ta niệm Phật để cầu sanh về cực lạc. Quốc độ cực lạc thì vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Có cái cõi này nó ghê lắm. Nên mình là người nghe đạo tu hành, gặp sự cố gì mà thôi vui vẻ trả xong một món nợ. Vừa phát tâm như vậy cái là tăng cảnh giới tu lên liền. Tăng cảnh giới tu lên liền quý vị. Nên khi tất cả những người trưởng đoàn mà dẫn người đi tu, đầu tiên phải nói cho rõ ràng. Mình nói cho rõ ràng là cái cõi này á, dù là ở trong chùa đi chăng nữa cũng là chùa thế gian, lẫn lộn bao nhiêu con người ở trong cái số lượng đông người đó. Người đi đến chùa tu nhân tích đức, người đi đến chùa để tạo nghiệp có không? Có hết. Có hết trơn quý vị. Nên sống cái cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi, mình thì biết tu đạo,
Người ta làm điều đó mình cảm thấy tội nghiệp, thương yêu cho người ta. Vì sao? Vì tương lai họ đọa tam đồ ác đạo. Cái tâm đã cấu kết giúp cho họ đọa tam đồ ác đạo. Chính họ hại họ. Còn mình thì mất chút tiền, trong mạng thì có tiền thì tiếp tục kiếm là cấp kỳ. Còn những người mới đi đến chùa thì thối tâm. Điều này là điều không hiểu đạo. Không hiểu đạo mới thối tâm. Mình đã mất tiền mà mình còn bỏ Phật Pháp. Phật Pháp thì luôn luôn dạy tốt, nhưng con người làm sai đó là do tại con người. Giống như bây giờ cha mẹ thì hết lòng dạy con, mà con thì hư hỏng, không lẽ đổ tội cho cha mẹ? Từ khi là cha mẹ không dạy con, sanh nuôi mà không dạy thì lỗi của cha mẹ. Thầy giáo dạy học trò không nghiêm khắc là lỗi của thầy. Nên có một đứa bé đến chùa tu, cha mẹ dẫn đến. Người làm cha làm mẹ này cũng rất cung kính. Không lẽ con quỳ xuống đảnh lễ thầy để gỡ con? Những đứa nói những đứa lãnh không nổi. Vì sao? Vì người xưa người ta hiểu được cái nguyên lý một phần thành kính được 10 phần lợi ích. Một phần thành kính được một phần lợi ích, mà 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Còn người bây giờ, chúng ta về cái tâm thành kính của chúng ta nó rất là kém, và chính bản thân mình cũng vậy. Kính thầy thì được làm thầy, mà chúng ta đối với thầy thì chúng ta cung kính ít quá. Nên chúng ta dù có được làm thầy đi chăng nữa thì cái nhân nó cũng không được thù thắng, làm sao có cái quả thù thắng. Phải nhớ. Nên căn tính mình nó hạ liệt quý vị à. Tệ quá. Nên cái việc mà học như người xưa nó không phù hợp đâu. Nên nói rằng đảnh lễ tôi đi gỡ con, tôi nhận không nổi. Tôi chỉ cần hết lòng chân thật giúp người thôi. Còn với căn tính con người bây giờ nó không phải như người xưa. Những việc của người xưa làm tới đời chúng ta hạ xuống rồi, học theo người ta thấy lạ quá. Nên mỗi một người chúng ta tu đạo lợi ích bao nhiêu là do chính bản thân mình quyết định. Phải nhớ, lợi ích bao nhiêu là chính bản thân mình quyết định. Chúng ta ưa có một cái bệnh, mới đi vô chùa thì siêng năng, nhưng từ từ lười biếng, do tại mình ngu si, không hiểu. Mới vào chùa thì ai gầy la gì cũng chấp nhận, nhưng tu một thời gian ai nói đến là sân si. Chính mình ngu si phải chịu thôi. Toàn là mình tự làm hại mình. Gọi là nghiệp chướng này là chính mình chướng ngại mình, đừng đổ thừa cho bên ngoài. Đừng đổ thừa cho bên ngoài quý vị. Có khi bỏ nhà bỏ cửa đi ở gần chùa, vậy mà tu càng tu về sau thì mất tiêu cái tâm giải thoát. Chính mình ngu si, tự mình chịu thôi. Nên những đức nói rằng cái việc mà bán nhà cửa đi vô chùa ở, việc này nên cân nhắc cho thật kỹ. Coi chừng ngã ngửa chứ giỡn. Còn nếu đã quyết định đi dù có cỡ nào đi chăng nữa thì mình đã quyết định thì chính mình phải chịu cái sự quyết định đó của chính mình. Đừng nên than van, đừng nên hận trách, đừng nên thối tâm. Người như vậy gọi là người trong Phật Pháp tính tâm kiên cố. Đối với cái quyết định của mình rất mạnh dạn quyết định. Dù có gặp sự trở ngại gì thì sự quyết định của mình vẫn là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có những người Phật tử đi về chùa nghe những quý thầy nói chuyện ngon ngọt vô cùng thì móc sạch tiền của mình ra để cúng, bán nhà bán cửa đưa luôn, của cải vật chất đưa sạch. Đến khi phiền não ngã ngửa ra không có còn cắt bạc nào. Đây gọi là ngu si. Còn nếu đã chăng thật cúng như Tam Bảo rồi thì cái phước bằng nó cũng không mắc. Người làm thầy làm không phải tự chịu. Còn khi cái tâm của mình đã chăng thật gọi là cúng dường Tam Bảo thì việc đó chính cái tâm phát ra đó sanh phước báo nhân duyên công đức. Chính cái tâm này sanh, không phải cầu cái bên ngoài. Cái bên ngoài chỉ là cái hình thức để giúp cho chúng ta phát tâm.
Cái chỗ thù thắng là chính mình phát tâm. Và phát tâm phải hiểu, phải nhớ. Có rất là nhiều người học Phật mà cuối cùng thối tâm vì những người xuất gia. Đừng nên làm điều này, quá ngu si rồi. Đừng nên thối tâm người xuất gia. Vì sao? Vì làm gì chúng ta phải thối tâm người xuất gia? Quý vị nhìn cái tấm gương của Đức Thích Ca Mâu Ni đi, làm sao quý vị thối tâm? Mà chúng ta đang học cái gì? Học Phật. Phật nào? Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật nào? Phật A Di Đà. Quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni nêu lên cái hạnh nguyện của Di Đà. Quý vị đọc trong kinh đi. Mà chúng ta nói rằng mình đang học Phật, thì ông thầy hướng dẫn này cũng là từ học Phật mà ra. Ông cũng nói Phật pháp. Mục tiêu của chúng ta học Phật là học ngay sự giác ngộ của Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Còn người xuất gia này chỉ đại diện ở trong tăng đoàn để làm cái vai trò đem Phật pháp giới thiệu. Nếu dạy mình phù hợp đúng thì mình học theo có lợi ích. Còn nếu như dạy mình mà thấy mình làm không được, hoặc là những cái hình thức mê tín dị đoan, thì mình tự tránh, tự mình tránh xa thôi. Nên từ nơi đó đừng bao giờ thối tâm đối với người xuất gia. Đã phát tâm tu đạo, đừng bao giờ thối tâm đối với những vị thầy mà nghiệp chướng của họ sai khiến họ, mà họ tạo điều không phải trong ngôi tam bảo. Đừng nên thối tâm với họ, vì Đức Phật mới là bậc đại giác ngộ, còn họ vẫn còn là phàm phu. Phải nhớ, từ nơi đó thì cái chuyện tu đạo mình không bao giờ bị thối tâm. Nên cái việc mà ở trong ngôi tam bảo, mà cái việc bán nhà bán đất đồ đem vô chùa cúng dường, con ngưỡng mộ thầy này kia đồ, phan chỗ này tôi thấy quý vị chưa phải người hiểu biết. Quý vị là người cúng dường không cần nói dòng do gì ngưỡng mộ thầy chứ. Tôi thấy là thầy làm cái việc này lợi ích cho mọi người được. Tôi thấy thầy làm việc này lợi ích, tôi chung tay với thầy làm. Còn về sau thầy bị cái gì đó là chuyện của thầy. Còn tôi thấy hiện tại thầy làm những việc này lợi ích, tôi làm việc này chung tay với thầy. Xác thực tôi thấy rõ ràng. Còn con người ta chưa hoàn toàn giác ngộ thì bây giờ tốt có khi mai mốt xấu không chừng. Bây giờ tốt thì mình dính mắc, mai mốt xấu thì mình thối tâm. Ngu si là tại mình, hiểu không? Ngu si là tại mình. Nên vì sao những đức thường nêu hàng Phật tử đừng bao giờ đi mua nhà đồ từ xa chạy về đây, ở gần gần khu vực này. Một là từ xa lâu lâu đi đến đây tu. Hai là quyết định tính kỹ rồi, vô đây là buông phúng xuống vạn duyên. Quyết định vô đây hạ thủ công phu luôn. Dù gặp sự cố gì cũng quyết định ở đây tu cho tới cùng, thành công. Đừng có mua nhà gần gần khu vực này, thở xa lâu lâu đến lần. Cứ tu đi, vô chùa thẳng chùa luôn. Còn ở nơi đâu thì lâu lâu đi đến đây tu. Đừng bao giờ nói bán nhà bán đất, mua nhà khu vực gần gần đây. Miễn đi, đây là cái kinh nghiệm tôi đã thấy nhiều. Tôi thấy một ngôi chùa, bao nhiêu người từ xa chạy đến mua nhà, thời gian rồi bán nhà, giết rồi nó lạc phương hướng luôn. Nên có khi ở xa mà nghe vậy đó mà tính tâm niệm Phật tu hành giải thoát, đi đến ở gần thời gian có khi không còn cái tâm tu giải thoát nữa. Nó lạ vô cùng. Tôi nói thật sự mà nói, cuộc đời tôi đi tu không bao giờ tôi như vậy. Tôi cứ nuôi hoài cái tâm tu giải thoát à. Tôi như thế nào kệ, tôi quyết tâm tôi nuôi cái tâm tu giải thoát à. Cái này là cái chính cuộc đời mình nè. Tại vì cuộc đời của người ai cũng sẽ chết một lần. Nếu như chúng ta không nuôi cái tâm giải thoát tín nguyện kiên cố này, khi một hơi thở thở ra không hít vào, thì chúng ta theo cái nghiệp chướng nào mạnh nhất đi dẫn dắt chúng ta, nghiệp nào mạnh nhất dẫn ta. Nếu như chúng ta tạo cái tịnh nghiệp niệm Phật thì chắc chắn Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, chắc chắn. Nên tôi gài dựng ngay cái chỗ tín nguyện niệm Phật này làm chính, quan trọng vô cùng đó. Nên hàng Phật tử mà nghe những đức quý vị thấy cỡ mở rõ ràng không? Tôi chưa bao giờ tôi nói tôi đặc biệt gì hết. Tôi chỉ là mục tiêu niệm câu Phật hiệu tới cùng, chân thật niệm Phật. Tôi gầy dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu, khỏi cần nói dòng do tâm quắc đi. Nhấn mạnh hoài chỗ này, dù cỡ nào đi chăng nữa cũng thành một mô hình. Đó là niệm A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc. Đó, nên
ở xa chùa phát tâm Bồ Tát, gần chùa giết thành La Sát. Từ nơi đó nên gân nhắc mình, bao nhiêu người học Phật đã bị thất bại rồi quý vị, kinh nghiệm. Chứ đừng bao giờ đi vô trong chùa mua một cái phòng, cái cốc gì ở, đừng bao giờ làm việc này. Ngoài đời quyết định buông bỏ, vô chùa người ta sống sao mình sống như vậy được đó. Nhập chúng, mục tiêu là tu giải thoát mà. Chỉ cần có nơi nằm ngủ, có cơm ăn áo bận rồi được rồi. Ta lo hết cho mình rồi, không cần bận tâm gì hết. Tạo ra làm chi, tạo ra làm chi cái việc mà phải dính dáng. Mục tiêu của mình là giải thoát chứ không phải là cái phòng để cho người ta cho mình ở. Cũ người ta tự sửa, dột mưa người ta tự sửa, giường hư người ta tự mua, chiếu gách có thể tự người ta mua, để tự người ta làm, mình hoàn toàn lo niệm Phật cầu sanh cực lạc. Người ta hộ trì mình như vậy rồi còn gì nữa. Nên người thông minh có trí tuệ hiểu biết, đừng nên tạo những cái điều bỏ đầu này chụp đầu kia, thấy không? Nên cái việc này kinh nghiệm quý vị à, nó thành một cái hệ thống. Phần nhiều người giàu giàu đến chùa bỏ chút đỉnh tiền có một điểm ở. Một, nếu người này là người hiểu biết, dù có được như vậy cũng nghiêm túc theo đạo tràng như mình là chúng trong chùa. Còn người không có trí tuệ hiểu biết thì họ lại tùy tiện, muốn làm gì thì làm trong cái chỗ ở của họ. Nó họ bỏ tiền đó mà không quản lý họ được, họ là người ngu si vì sao? Vì họ không hiểu. Mục tiêu của mình đi đến chùa là tu giải thoát, họ không hiểu. Họ sống những ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng uổng cuộc đời của họ. Tôi đi tu, tôi thích nhất là được người quản lý tôi, ràng buộc tôi để làm chi? Tôi ở trong đạo tôi sẽ có kết quả. Nếu tôi đi tu cũng thoải mái như ngoài đời vậy thì cái việc quý vị đi tu cũng là làm thăng đi thịt chạy chết gục theo cỏ cây. Nên ở trong chùa đừng nên cái việc phòng ốc mà nói là đưa tiền có cái phòng, đừng bao giờ như vậy. Tôi thấy rằng chăn thật lo cho người ta tu cúng dường còn hơn cái chuyện một cái cốc đó nữa. Nhưng mà nó không có bị tác dụng phụ gì người ta như vậy. Nên điều này là điều nêu lên để mỗi một con người ở vị trí nào cũng cố gắng chấp hành theo quy tắc trong Tam Bảo, thì tức khắc con đường tu của mình sẽ có kết quả chắc chắn luôn. Nó nên tu làm sao mà càng ngày càng nuôi được cái tâm giải thoát kìa, chứ không phải tu càng tu cuối cùng là lờ mờ đối với cái chuyện giải thoát luôn, lề rề đối với giải thoát luôn, không còn cái tâm như ban đầu nó thua rồi. Nên tổ sư nói rằng năm đầu học Phật thì Phật ngay trước mặt, năm thứ hai học Phật thì Phật ngay chân chờ, năm thứ ba học Phật thì Phật tan theo mây khói. Thua rồi, cái tâm học Phật đó thua rồi quý vị à. Cuộc đời này vô thường vô cùng vậy mà không mạnh dạn hướng đến giải thoát. Nhưng cần được mỗi ngày nhắn mạnh để nhắc nhở thì mới có cơ hội. Nếu như nói dòng do tam quắc nó trên trời, nó dưới biển, chính ông bà còn chưa làm được nữa, chứ đừng nói chi là người ta bình thường. Nên nhắn mạnh ngay mục tiêu đi. Đã nói là thật sự muốn giải thoát đúng không, thì nhắn mạnh ngay mục tiêu đi, chân thật mà niệm Phật. Nên tất cả những người vô chùa, tất cả việc mình làm là mục tiêu gì? Giải thoát. Nhớ, hết lòng hết dạ vì ngôi Tam Bảo, mục tiêu là gì? Giải thoát. Không có danh lợi gì trong đây cả. Chân thật có cái tâm đi thì phước báo vô cùng dày, niềm vui sướng trong cuộc đời tu này cũng tuyệt vời lắm. Quý vị hàng Phật tử gặp được ngôi Tam Bảo như mình đây, quý vị cũng là người có phước đặc biệt rồi đó. Có phước đặc biệt. Quý vị coi từ khi những đức cùng chung tay xây dựng với Hòa Thượng tới giờ, có bao giờ những đức kêu gọi quý vị tên tuổi quý vị không? Những đức chỉ nêu cái điều lợi ích khi làm việc này. Giống như bây giờ hộ pháp chúng ta đang xây dựng, những đức nêu điều lợi ích này. Quý vị có thể cực khổ kiếm ra tiền bỏ vào đúng nơi đúng chỗ, giống như đầu tư đúng chỗ, giống như đem cái hạt giống mà trồng vào mảnh đất phù hợp. Nó là chỉ điểm quý vị thôi, chứ đâu có bao giờ gọi tên ai hay là kêu gọi quý vị. Vì thấy ngày Chủ Nhật chùa mình có để cái thùng mà gọi là cúng dường xây dựng không? Ngày Chủ Nhật những đức có nêu lên cho quý vị cúng dường xây dựng không? Không. Vì sao? Vì trong ngày Chủ Nhật đó có nhiều người, người ta cũng nghèo, người ta đến chùa.
Nếu như nhà nước nêu lên những người nghèo đó, người ta cảm thấy ngại thì sao? Từ nó đó người ta về tu lại rất quý rồi. Còn những buổi chia sẻ như Đức nói như vậy, đó là nói một tư tưởng. Quý vị tạo ra tiền bạc cực khổ, bỏ vào đúng nơi đúng chỗ, giống như đem cái hạt giống cắm vào mảnh đất màu mỡ. Ví dụ như có những người, người ta cũng phát tâm xây một ngôi chùa, nhưng xây một ngôi chùa tới lên chưa có ai tu cả. Có khi mấy chục năm luôn ngôi chùa đó cũng chưa có ai tu, vẫn phải chờ đợi. Bây giờ ngôi chùa có người tu sẵn, bao nhiêu con người về đây tu. Quý vị kết duyên cùng với ngôi chùa này là tức khắc đầu tư đúng chỗ. Suy nghĩ coi đúng không? Ngoài đời chúng ta biết kinh doanh mà. Vậy ở trong ngôi Tam Bảo Phật Pháp, quý vị cũng động não một chút nhìn nhận. Phật Pháp gọi là hiện đại hóa, bổn thổ hóa. Nó như vậy người ta mới thấy Phật Pháp trí tuệ chứ. Làm việc Phật Pháp cũng có nhìn nhận, nó phù hợp. Quý vị đem đưa tiền cho một con người không làm việc gì cả, ăn không ngồi rồi, thì bị giúp cho con người xuất gia này ăn không ngồi rồi đi chơi vậy đó, đưa tiền cho họ. Vì đem cái hạt giống bị trồng vào cái mảnh đất gì? Mảnh đất khô cằn. Còn người ta ở đây tu hành, bao nhiêu con người tu hành, quý vị lỡ quý vị coi. Người ta niệm Phật một ngày 4 thời, già cả vì người ta lo. Đến mắt khi người ta lo, không kêu con cái đưa một cách. Việc làm này bị thấy xác thật không? 100% làm thiệt. Nhận một người chưa bao giờ nhận một cách. Thì những đứa có tiền đây lo cho họ cũng từ đâu? Cũng từ tất cả hàng Phật tử khắp nơi cúng dường. Những đứa không kêu một cái tên ai, tự người ta nhìn nhận. Việc làm này tốt, tôi chung tay với thầy. Vì sao việc làm này tốt? Từ nơi đó, niệm niệm vì người. Cuộc đời chỉ mấy chục năm ngắn ngủi vậy. Chân thật niệm niệm vì người. Những bài chia sẻ này tâm đắc. Chúng ta có thể gây dựng tín nguyện niệm Phật, có thể hiểu biết được luôn cái việc tu hành. Từ nơi đó thì nhất định gặp Phật Pháp sẽ được lợi ích lớn. Nhiều người biết chùa chúng ta là cả gia đình đều biết tu, vợ chồng con cháu đều biết tu hành hết, ai cũng hưởng được sự lợi ích đó. Gì xác thực 100%, không bị mù mờ trong Phật Pháp. Không có phải nói mù mờ cho người ta không hiểu biết rồi mình giống như lường gạt người ta, đó là mình sai lầm, không tốt. Phải nhớ nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được pháp môn Tịnh Độ, nên gầy dựng tín nguyện cho thật là kiên cố. Khi chúng ta bỏ báo thân này, đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Quý vị chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.